Quý vị và các bạn đang xem chương trình Kết nối 24 giờ được phát sóng lúc 11 giờ 30 phút trên đài phát thanh truyền hình Tiền Giang. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự tại huyện Chợ Gạo. Cộng tác viên Ngọc Duyên, đài truyền thanh truyền hình huyện Chợ Gạo chuyển thông tin vào đêm 2 tháng 2 và sáng ngày 3 tháng 2 năm 2018 trên kênh Chợ Gạo thuộc địa phận ấp Bình Hưng, xã Bình Phan đã xảy ra vụ va chạm giao thông đường thủy giữa ba xà lan đi cùng chiều có tải trọng lớn. Sau vụ va chạm, các ngành chức năng đã nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện đến thực hiện trục vớt xà lan bị chìm, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do xà lan chìm sâu, chiều cường thấp, nên đến 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2 năm 2018, việc trục vớt vẫn chưa hoàn thành. Giao thông trên tuyến kênh Chợ Gạo đoạn qua huyện Chợ Gạo ùn tắc. Số liệu thống kê cho thấy, hiện nay mỗi ngày đêm có khoảng 1.800 lượt tàu thuyền lưu thông qua kênh Chợ Gạo, trong đó phần lớn là các tàu xà lan có trọng tải lớn. Kênh Chợ Gạo là tuyến giao thông huyết mạch, nên việc nạo vét mở rộng và đảm bảo độ sâu cần thiết cho luồng chạy tàu là cấp bách. Vì đây là tuyến giao thông thủy huyết mạch nối các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh.